có lẽ là chúng ta đừng có đưa ra những cái tín hiệu mà nó phỏng đoán không có cơ sở như thế. Khi Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo trước Quốc hội là tăng trưởng chỉ từ 6,3 đến 6,5 thì tức là chúng ta đã cân đối hết đến những cái phương án thuận lợi và những phương án không thuận lợi. Trong đó phương án thuận lợi chúng ta đạt 6,5 và phương án không thuận lợi thì chúng ta đạt 6,3. Và chúng ta thấy rằng ngay từ tháng 4 khi mà chúng ta đã bị tác động bởi xâm nhập mặn, chúng ta đã bị tác động bởi hạn hán ở miền Trung thì chúng ta đã có ngay cái nghị quyết 35. Sau đó chúng ta lại đến tháng 7 thì chúng ta có cái nghị quyết 60 để đẩy nhanh cái giải ngân của cái đầu tư công lên, vốn trái phiếu chính phủ lên. Cái 19 thì chúng ta đã làm từ ngay trong tháng 4. Đấy, thì như vậy là những cái giải pháp để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp để mà kiên quyết xử lý đầu tư công thì chúng ta đã đề ra từ ngay trong tháng 4 và tháng 7. Thì bây giờ vấn đề là còn lại 2 tháng, tháng 11 và tháng 12 thì chúng ta sẽ phải kiên quyết thực hiện nốt những cái chính sách mà chúng ta đã đề ra. Vì chính sách vĩ mô thì khi đề ra thì anh phải có một thời gian thực hiện, chứ anh không thể nào anh đề ra xong rồi lại cứ thay chính sách liên tục như thế thì những người điều hành người ta sẽ rất khó.